600k một đôi, 600k một đôi, loa tép chuẩn chống cháy tốt nhất Việt Nam. Anh em về test kiểm thử hay như quảng cáo thì thanh toán. Mình ghi rất rõ này. Côn 2,5 từ 8,12 x 12, chiều cao 16 phân. Khung gỗ đen, khung gỗ vàng. Chống cháy 100%. Bao ship bảo hành 1 năm. Anh em về test kiểm thử hay như quảng cáo thì thanh toán. Còn sang bên này là cặp 1 triệu. 1 triệu thì có trang bị thêm chế độ tép siêu tép. 1 triệu một cặp, côn 3,5 từ 9,12 x 12, chiều cao 16 phân. Cực chuẩn xịn luôn. Dây dài 1 mét rồi, về đấu đi loa, đi âm ly, đi cục đẩy. Đây là từ 9, côn 3,5. Đấy thì có trang bị tép siêu tép, khung gỗ đen, khung gỗ vàng. Anh em muốn chọn loại nào cũng được. Số điện thoại liên hệ 0973 533 269. Khung gỗ đen, khung gỗ vàng. Đây là tép khung gỗ đời mới nhất hiện nay, chống lì cho các loại loa, các loại dàn, âm ly, cục đẩy dùng thoải mái. Chúng tôi chuyên loa tép chống cháy hàng đầu Việt Nam. Bao ship khắp, ship hàng khắp Việt Nam. Liên hệ với kênh của chúng tôi 0973 533 269. Hàng anh em về test kiểm thử hay như quảng cáo thì thanh toán. 1 triệu một đôi. Khung gỗ đen, khung gỗ vàng. Anh em muốn mua được loa chuẩn xịn thì liên hệ với kênh của chúng tôi, uy tín hàng đầu Việt Nam. Đây mới gọi là tép chuẩn chống cháy các bạn nhé. Loa hàng rẻ, hàng mã, loa lừa mới cháy thôi. Chứ còn kênh của chúng tôi là uy tín hàng đầu Việt Nam về chống cháy tép tại Việt Nam. 600k một cặp, 1 triệu một cặp, bao ship rồi. Anh em có thể đăng ký kênh, vào kênh của bên mình để xem những cái video test chất âm rất là nhiều rồi. Ok.